Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào các bạn. Trong các bãi ngầm ở biển Đông của Việt Nam có nhà già DK1 đóng giữ. Nếu như bãi Tư Chính được ví như là tiền đồn của vùng dầu khí ở khu vực phía Nam của biển Đông, thì bãi Cà Mau lại là bãi ngầm có vị trí khá cách biệt so với những bãi ngầm còn lại, và nó đóng vai trò như một căn cứ chiến lược để đối phó với Thái Lan cũng như là tiền đồn dầu khí ở vịnh Thái Lan của nước ta. Trong video về tỉnh Cà Mau thì Tin Mới có nhắc sơ qua về bãi ngầm này rồi, nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn nhé. Vị trí và đặc điểm. Đầu tiên là vị trí và đặc điểm của bãi Cà Mau. Bãi Cà Mau hay là bãi cạn Cà Mau là một bãi ngầm trong vịnh Thái Lan nằm về phía tây nam của mũi Cà Mau. Cụ thể thì bãi ngầm này nằm ở tọa độ 8 độ 14 phút 10 giây bắc, 104 độ 48 phút 40 giây đông. Theo các tài liệu trên mạng hay là wiki, bãi Cà Mau cách mũi Cà Mau 110 hải lý, tức khoảng 204 km. Điểm gần nhất cách mũi Cà Mau 70 hải lý, khoảng 130 km. Trong một số bản đồ quốc tế, bãi Cà Mau nằm ngay trên khu vực của vịnh Thái Lan và cách mũi Cà Mau từ 46 đến 91 km. Tuy nhiên, các số liệu này chưa đúng cũng như chưa thể hiện rõ được kích thước và hình dạng của bãi ngầm này. Theo các dữ liệu mà Tin Mới tìm được trên tập bản đồ địa hình của Việt Nam, đối chiếu với các tọa độ trên Google Maps, thì thực tế mũi Cà Mau cách điểm xa nhất của bãi Cà Mau khoảng 145 km và cách điểm gần nhất của bãi này khoảng 60 km. Bãi Cà Mau có chiều dài khoảng 105 km, chiều rộng lớn nhất vào khoảng 30 km, tổng diện tích lên tới 1.000 km², còn độ sâu thì dao động từ 14,6 cho đến 18,3 m. Về mặt hành chính, vị trí bãi Cà Mau thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau. Quá trình xây dựng. Quá trình xây dựng nhà giàn DK1 tại bãi Cà Mau như trong video về bãi Tư Chính, Tin Mới có đề cập đến. Sau sự kiện Gạc Ma năm 1988, chúng ta đã sớm nhận thức rằng Trung Quốc sẽ sớm bành trướng sang các đảo khác ở Trường Sa và có thể nhòm ngó sang các khu vực khác ở Biển Đông, nhất là khu vực ở thềm lục địa phía Nam, nơi Việt Nam chúng ta đang tiến hành khai thác dầu khí. Cũng trong khoảng thời gian này, ở vùng nước lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia, tình hình cướp biển trên vùng biển này diễn ra phức tạp. Phía Campuchia cho tàu thuyền có vũ trang tăng cường hoạt động và bắt nhiều tàu ngư dân của ta để phạt. Còn Thái Lan thì tăng cường lực lượng hải quân và không quân bảo vệ cho các đoàn tàu đánh cá hoạt động trên vùng biển trồng lấn ở vịnh Thái Lan. Lợi dụng tình hình quản lý và kiểm soát của ta còn bất cập cũng như là vấn đề ở quần đảo Trường Sa nên các tàu đánh cá của Thái Lan thường xuyên xâm nhập vùng biển của ta bắt trộm hải sản. Vùng tứ giác Thổ Chu, Phú Quốc, Nam Du, Hòn Chuối là trung tâm đánh bắt cá của các tàu cá Thái Lan, có công suất lớn và có khi họ đánh bắt cá cách quần đảo Nam Du chỉ 5-6 hải lý. Đặc biệt là từ năm 1991 cho đến năm 1996, vùng biển Tây Nam trở thành điểm nóng tranh chấp ngư trường khi bị ta ngăn chặn mạnh các tàu chiến và máy bay của Hải quân Hoàng gia Thái Lan sẽ đi theo bảo vệ tàu cá, sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng ngay cả trên vùng biển của Việt Nam. Các tàu Hải quân Mỹ cũng thường xuyên qua lại khu vực này để có thể hỗ trợ cho Hải quân Thái Lan mở rộng hoạt động, gây mất ổn định, uy hiếp chủ quyền vùng biển và hải đảo của nước ta ở phía Nam. Với tầm nhìn chiến lược, sau khi phát hiện ra 7 bãi ngầm, trong đó có bãi Bùn Cà Mau, Việt Nam đã chủ trương tiến hành xây dựng các công trình trên tất cả các bãi ngầm với tên gọi là Trạm Dịch vụ Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật, gọi tắt là Công trình DK1. Thế nhưng chưa kịp tiến hành xây dựng các nhà giàn tại bãi Cà Mau thì một cuộc đụng độ giữa cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Thái Lan đã diễn ra. Cần lưu ý rằng khi nhìn trên bản đồ thì bãi Cà Mau nằm ở gần cửa vịnh Thái Lan và gần với lãnh thổ đất liền của nước ta. Cụ thể, điểm gần nhất của bãi ngầm này chỉ cách đường biên giới trên biển của nước ta khoảng 21 km, tức là ngay trên vùng biển tiếp giáp và điểm gần nhất cách đường biên giới trên biển của Thái Lan lên đến 180 km. Và sự việc diễn ra như sau. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4 tháng 3 năm 1993, con tàu gỗ của Công an Nhân dân Vũ trang tỉnh Minh Hải, nay là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, đang neo đậu tại bãi cạn Cà Mau, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển Tây Nam của nước ta. Bất ngờ bị tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Thái Lan tấn công, khi mà đồng loạt các loại súng pháo trên tàu nước này quay nòng nã đạn như mưa sang tàu của ta.
do tàu của ta chỉ được trang bị súng tiểu liên AK, hỏa lực mạnh chỉ dừng ở mức khẩu 12,7 ly ở mỗi tàu, hai khẩu DKZ và B40, trong khi tàu đối phương phát huy tối đa hỏa lực pháo hạ 4mm nên đạn bắn trả với không tới. Theo lệnh quyết tử của chỉ huy, tàu ta đã cố gắng tiếp cận tàu Thái, nhưng càng vào gần thì họ lại càng lùi ra và tăng tốc chạy vòng quanh bắn như đổ đạn. Thấy tàu ta bốc cháy, tàu chiến Thái Lan mới ngừng bắn. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày thì tàu ta bị chìm. 10 chiến sĩ cán bộ còn khỏe dìu 5 chiến sĩ bị thương bám vào các vật nổi lênh đênh trên biển. Sau đó cano của Thái Lan vớt lên đưa về tàu của họ và chăm sóc y tế cho người bị thương. Rồi tất cả đều bị trói và dồn ra mỗi tàu để đưa về Thái Lan giam giữ, tra khảo trong suốt 6 tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, các chiến sĩ liên tục bị đưa ra tòa án với cái gọi là tội danh cướp biển. 11 lần ra tòa với tội danh cướp biển là 11 lần. Tất cả các cán bộ chiến sĩ của ta đều cương quyết phủ nhận và cho rằng chính tàu Thái Lan mới là cướp biển, xâm phạm vùng biển Việt Nam và tấn công tàu của nước ta. Cuối cùng, sau 6 tháng trời giam cầm, tra hỏi và ép nhận tội nhưng không thành, bên cạnh đó là sự can thiệp tích cực của nước ta. Đến đầu tháng 9 năm 1993, phía Thái Lan phải trao trả toàn bộ 15 cán bộ chiến sĩ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok để trở về Tổ quốc bằng đường hàng không. Do khi đó vẫn chưa có sự phân định rõ ràng về ranh giới biển và nhận được sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ nên Thái Lan mới dám manh động và vào tận bờ biển để bắn chìm tàu của ta. Và phải đến ngày 9 tháng 8 năm 1997, sau 9 vòng đàm phán thì Việt Nam và Thái Lan mới ký kết được hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa hai nước trong vịnh Thái Lan. Nếu chiếu theo hiệp định này, việc cho tàu vào khu vực bãi cạn Cà Mau cũng như là bắt giữ người của Thái Lan đã xâm phạm đến lãnh hải, cũng như là chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Trở lại với diễn biến tình hình tại bãi cạn Cà Mau lúc bấy giờ. Một năm sau khi xảy ra cuộc đụng độ với Hải quân Thái Lan, theo như chủ trương từ trước, vào ngày 5 tháng 4 năm 1994, Việt Nam đã cho lắp đặt tại đây một giàn khoan DK-1, ký hiệu là DK-110. Hay còn gọi là nhà giàn bãi cạn Cà Mau, có bãi đỗ trực thăng trên nóc. Nhà giàn là nơi đồn trú của binh sĩ thuộc biên chế tiểu đoàn DK-1, lúc đầu thuộc lữ đoàn 171 Hải quân Nhân dân Việt Nam, về sau thì trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Vì đóng quân trên vùng biển ở phía tây nam của Tổ quốc nên DK-110 còn được gọi là nhà giàn chân trời hay là nhà giàn góc biển. Và nó được xem như một cột mốc khẳng định chủ quyền của nước ta trên vùng biển phía nam của Tổ quốc. Cuộc sống trên nhà giàn DK-110 tại bãi Cà Mau. Trong hệ thống 15 nhà giàn DK-1, có lẽ nhà giàn DK-1 trên là khác biệt nhất so với 14 nhà giàn còn lại. Trong thời gian qua, hệ thống nhà giàn ở các bãi Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè, Phúc Nguyên và Tư Chính đều đã được đầu tư nâng cấp. Những nhà giàn mới được dựng lên ngay bên cạnh nhà giàn cũ, tạo thành những cặp đôi nhà giàn vững chắc. Nhưng cho đến nay, nhà giàn DK-110 thuộc khu vực bãi cạn Cà Mau vẫn chưa có hệ thống nhà giàn mới, vẫn đơn lẻ và hiên ngang đứng giữa biển. Với hệ thống kéo hàng hoàn toàn bằng sức người, hiện DK-1 chính là nhà giàn sử dụng dòng dọc kéo tay cuối cùng trên thềm lục địa phía nam của Việt Nam. Mỗi khi có những chuyến ghé thăm từ đất liền, nếu gặp thời tiết xấu không thể tiếp cận nhà giàn bằng thang sắt, buộc các chiến sĩ tại đây phải đưa người và hàng hóa lên nhà giàn bằng cách kéo tay. Vấn đề lớn nhất được cải thiện ở nhà giàn DK-110 kể từ khi xây dựng đó chính là được trang bị hơn 100 tấm pin năng lượng mặt trời đủ cấp điện cho việc huấn luyện và sinh hoạt liên tục từ 3 đến 5 ngày trong điều kiện mưa bão hay không có ánh nắng mặt trời. Tuy là gần đất liền nhất trong số các nhà giàn nhưng DK-110 tại bãi Cà Mau được xem là nhà giàn xa nhất và cô độc nhất của vùng 2 Hải quân. Việc vận chuyển đồ tiếp tế lên nhà giàn còn nhiều khó khăn cũng như luôn chịu sự tác động của thời tiết. Mùa nắng thì nóng và thiếu nước ngọt sinh hoạt, mùa mưa thì chịu tác động của bão, áp thấp nhiệt đới, sóng to, gió lớn, ảnh hưởng lớn đến công trình của nhà giàn và hoạt động của đơn vị. Nên là có thể nói DK-110 được xem là nhà giàn thiếu thốn về vật chất hơn so với các nhà giàn khác. Nước ngọt của nhà giàn DK-1 chủ yếu lấy từ nguồn nước mưa dự trữ, nhưng do bể chứa của nhà giàn nhỏ nên vào mùa khô, nhà giàn cần nguồn nước ngọt bổ sung từ đất liền. Do đó, những chuyến tàu ra thăm của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân luôn ưu tiên cấp nước ngọt cho nhà giàn. Tại bãi cạn Cà Mau, nước ngọt khi trở ra sẽ được nối vào ống và sử dụng máy bơm để bơm lên các thùng và bể trên nhà giàn. Đây là công việc khó khăn bởi nhà giàn cao khoảng 30 mét so với mặt nước biển. Nếu gặp thời tiết không thuận lợi, sóng to, gió lớn khiến tàu không thể cập sát nhà giàn thì phải đợi mấy ngày mới có thể bơm được nước lên.
Dù nguồn nước ngọt còn hạn chế, mỗi năm các chiến sĩ ở nhà giàn DK110 chỉ sử dụng khoảng 60 mét khối nước ngọt, nhưng nhà giàn còn có thêm nhiệm vụ là cung cấp nước ngọt cho ngư dân đánh bắt ở gần khu vực nhà giàn nếu có nhu cầu. Riêng trong năm 2022, các chiến sĩ đã cấp cho ngư dân khoảng 100 mét khối nước ngọt. Mặc dù con số này không lớn so với đất liền, nhưng giữa chủng khơi sóng vỗ thì nó có ý nghĩa rất lớn. Trước kia, khi chưa trồng được rau xanh và chưa có tủ cấp đông, thì các chiến sĩ có khi phải nhịn rau xanh cả tháng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Nhưng hiện nay, trên nhà giàn DK110 đã có những mảng xanh nhỏ là những loại rau xanh được trồng ở các thùng xốp ca nhựa, gỗ tạp, đóng thanh khung rồi đổ đất vào. Có thể nói là những bồn rau ở nhà giàn DK110 được ví như những vườn treo Babylon giữa đại dương. Và nhờ bàn tay cần cù, chịu khó và quyết tâm làm chủ cuộc sống, những mầm xanh đã vươn dài trong nắng gió. Dù chưa nhiều như đất liền, nhưng cũng đủ để cán bộ chiến sĩ mát lòng sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Ngoài thực phẩm được sấy khô và đổ hộp, cá biển chính là một trong những nguồn thức ăn chủ yếu. Cá câu được rất nhiều và các chiến sĩ thường để trong tủ cấp đông để dự trữ. Cụ thể là trong 9 tháng đầu năm 2022, nhà giàn DK110 đã tăng gia sản xuất được 675 kg rau xanh và câu được 855 kg cá biển. Cũng chính vì những điều kiện bất lợi nên nhà giàn DK110 đã nhận được sự quan tâm thường xuyên từ đất liền. Theo đó, sau hơn 3 tháng lập thiết kế, khảo sát định vị nhằm chuẩn bị lắp đặt trạm BTS di động Vinaphone tại nhà giàn DK110 nằm trên bãi cạn Cà Mau đúng 0 giờ ngày 18 tháng 4, mạng di động Vinaphone đã phủ sóng khu vực bãi cạn Cà Mau. Để kết nối thành công mạng di động Vinaphone, Viễn thông Cà Mau đã đầu tư 6 tỷ đồng và phải chờ gần 8 tấn thiết bị kỹ thuật, trong đó có 30 tấm pin năng lượng mặt trời, 3 điện gió, trạm thu phát sóng vệ tinh Vinasat và hàng chục công nhân kỹ sư chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin vượt hàng trăm km từ đất liền ra nhà giàn DK110 tại bãi cạn Cà Mau. Có thể nói, việc phủ sóng thành công mạng di động Vinaphone từ vệ tinh Vinasat có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Không chỉ có vậy, việc Vinaphone phủ sóng di động còn là niềm vui, là chiếc cầu nối giữa các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK110 với người thân, gia đình ở đất liền, qua đó đưa biển khơi gần với đất liền hơn. Tới năm 2020, công ty Viễn thông tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ gói mạng 3G cho các cán bộ chiến sĩ tại nhà giàn DK110. Việc đưa mạng 3G ra nhà giàn DK110 nhằm đảm bảo hai mục đích chủ yếu: vừa nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, vừa đảm bảo khai thác thông tin đa chiều phục vụ cho công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ nhiều hướng trong tình hình mới. Như tin mới đã nói ở trên, nhà giàn DK110 được ví như là nhà giàn chân trời của Tổ quốc vì độ xa và độ nguy hiểm. Do vùng biển bãi cạn Cà Mau nằm ở ngay cửa vịnh Thái Lan, nằm trên tuyến đường ra vào các hải cảng của Campuchia và Thái Lan, nên lượng tàu thuyền nước ngoài qua lại rất lớn, đồng thời là cách không xa các mỏ dầu khí của Việt Nam trên vịnh Thái Lan. Vì vậy, các chiến sĩ nhà giàn DK110 vẫn luôn nhận thức được sâu sắc về nhiệm vụ, kiên cường bám trạm, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, đề phòng nghiêm ngặt để ứng phó với mọi tình huống xảy ra nhằm bảo vệ chủ quyền vùng biển và thềm lục địa của Tổ quốc. Song song với đó, trong những năm qua, các cán bộ chiến sĩ ở đây luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Trong huấn luyện thì luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang thiết bị cũng như là tích cực sửa chữa, bảo quản nhà giàn sạch sẽ, vận hành hiệu quả hệ thống năng lượng. Và không chỉ hoàn thành tốt công việc được giao, đơn vị cũng luôn làm tốt công tác dân vận, khám cấp thuốc cho ngư dân cũng như là hỗ trợ nước ngọt cho nhiều tàu cá, hỗ trợ một số lương thực thực phẩm cho ngư dân và là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Trong năm, đơn vị đã khám chữa bệnh và cấp thuốc cho 8 lượt ngư dân và 5 lượt quân nhân, cấp nước ngọt, gạo và các nhu yếu phẩm cho tàu cá và ngư dân các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu. Còn vào ngày 18 tháng 4, sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu của ngư dân, tàu cá số hiệu KG94130TS do ông Lê Văn Nô, quê Kiên Giang làm thuyền trưởng, các cán bộ chiến sĩ ở đây đã hướng dẫn tàu ông Nô tiếp cận vào nhà giàn DK110 ở bãi cạn Cà Mau để cấp cứu hai ngư dân bị bệnh nặng. Ngay sau khi tàu cá KG94130TS cập vào nhà giàn, cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn DK110 đã nhanh chóng giúp đỡ đưa hai ngư dân lên sàn cập tàu. Sau đó, quân y trên nhà giàn đã tổ chức thăm khám cho bệnh nhân. Đến buổi trưa cùng ngày, hai bệnh nhân đã tỉnh táo, tạm thời ổn định.
các cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK110 đã bàn giao 2 bệnh nhân về tàu cá KG94130TS, cấp thuốc và hướng dẫn tiếp tục điều trị theo phác đồ. Hiện nay thì sau 28 năm xây dựng, chốt giữ và trưởng thành, DK110 là một trong 5 nhà giàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hệ thống 15 pháo đài thép giữa biển khơi. Và đây cũng là pháo đài thép đặt danh hiệu 3 mạnh, mạnh về phòng thủ, sức chiến đấu, mạnh về nề nếp, chính quy và mạnh về cảnh quan môi trường. Và đó là một số thông tin về bãi Cà Mau và nhà giàn DK110 căn cứ chiến lược ở vùng biển Tây Nam của Việt Nam. Nếu muốn địa điểm nào được khám phá kế tiếp thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc của quý vị. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh và ấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.